Thưa quý vị, thưa các bạn, tăng trưởng xanh là nội dung quan trọng của phát triển bền vững và là quá trình phát triển có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hòa giữa phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường, đáp ứng nhu cầu của thế hệ hiện tại nhưng không làm ảnh hưởng đến các thế hệ tương lai. Trên cơ sở, danh sách các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2021 được Thủ tướng Chính phủ ban hành, các doanh nghiệp có mức tiêu thụ năng lượng từ 1.000 TOE hoặc 6 triệu kWh điện một năm trở lên, thì cả nước hiện có 3.068 cơ sở và hầu hết là cơ sở sản xuất công nghiệp. Các cơ sở này có mức tiêu thụ điện bình quân là 80 tỷ kWh một năm. Nếu các cơ sở này thực hành để tiết kiệm tối thiểu 2% điện năng tiêu thụ một năm, thì bình quân mỗi năm cả nước tiết kiệm được khoảng 1,6 tỷ kWh, tương ứng với số tiền 3.200 tỷ đồng. Điều này góp phần vào việc thực hiện triển khai các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện, phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo, đáp ứng nhu cầu cung cấp điện, đảm bảo an ninh năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu phát thải bằng không như cam kết của Việt Nam tại hội nghị COP26. Đảm bảo cung ứng nguồn năng lượng, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và nâng cao nhận thức của cộng đồng, nâng cao nhận thức của kể cả các cơ quan bộ ban ngành từ trung ương đến địa phương trong cái việc là cùng nhau thúc đẩy một cái nền kinh tế xanh, hướng tới một cái ngành năng lượng phát triển bền vững, đảm bảo cái nhu cầu an ninh năng lượng của quốc gia cũng như là hài hòa được các cái lợi ích về xã hội, về môi trường. Một điểm quan trọng mà các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay rất chú trọng đó là dần thay thế các thiết bị cũ bằng các thiết bị hiện đại, tiết kiệm năng lượng, hướng tới tăng trưởng xanh. Các thiết bị cũ thông thường sẽ tiêu tốn một lượng điện năng lớn. Ngoài ra, một số thiết bị, máy móc cũ, lâu đời còn có thể rò rỉ điện và gây nguy cơ cháy nổ. Các doanh nghiệp cho biết, mặc dù tốn chi phí đầu tư ban đầu, nhưng với việc sử dụng dòng điện từ ánh nắng mặt trời sẽ hạn chế gây ô nhiễm môi trường hoặc thải khí CO2, tiết kiệm được chi phí xử lý khí thải, bảo vệ môi trường. Chúng tôi có những cái giải pháp và công nghệ mà để giúp cho cái việc mà tăng trưởng xanh ấy. Thì muốn như thế chúng ta thứ nhất chúng ta phải tăng cường hiệu suất phát điện. Thì tăng cường hiệu suất thì có nhiều cách, ví dụ như chúng ta có thể nâng cấp các nhà máy điện than, thay vì chúng ta hiệu suất 40% chúng ta có thể nâng lên 60%. Chúng ta có rất nhiều năng lượng tái tạo từ mặt trời, từ gió, và năng lượng tái tạo mà khi mà chúng ta thừa chúng ta có thể dùng để sản xuất ra hydro xanh, và cái hydro xanh đấy chúng ta lưu trữ, sau đó chúng ta đốt lại trong các cái nhà máy điện tuabin khí chẳng hạn, thì chúng ta đã giảm được các phát thải CO2. Việt Nam đang trên đà chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, chất lượng và hiệu quả. Do đó, rất nhiều thiết bị, công nghệ tiên tiến tiết kiệm năng lượng hướng tới phát triển xanh được các doanh nghiệp tiếp cận, áp dụng trong các lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, thiết bị nhiệt, công nghệ giám sát, công nghệ chiếu sáng, năng lượng tái tạo, năng lượng mới. Về tiết kiệm năng lượng, thứ nhất là cung cấp hệ thống lò hơi biomass hiệu suất cao để giúp cho các nhà máy sản xuất tiết kiệm được năng lượng, chi phí năng lượng về nhiên liệu, chi phí về hoạt động, giúp cho nhà máy vận hành là 24/24, ít phải bị dừng lại, đảm bảo về cái phần mà năng lượng tối ưu cho nhà máy. Đồng thời giải pháp đó là cũng là giải pháp mà năng lượng xanh, cung cấp năng lượng cho sản xuất đang là xu hướng hiện tại. Các doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong tăng trưởng xanh bởi họ là lực lượng trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế. Vì vậy, lực lượng này cần xác định rõ những thách thức và cơ hội, bảo đảm tuân thủ các quy định về môi trường, đổi mới công nghệ và nâng cao hiệu quả sản xuất, sắp xếp lại cơ cấu, hạn chế phát triển những ngành kinh tế phát sinh chất thải lớn, gây ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên, hình thành đội ngũ doanh nhân xanh của đất nước. Tiêu chí của tôi là sản xuất là cơ khí xanh, với cái sứ mệnh là không chỉ sản xuất ra sản phẩm mà còn khi quá trình sản xuất là không gây ra ô nhiễm môi trường. Và tất cả các sản phẩm, các cái chất thải của tôi là đều có tuân thủ là được kiểm tra nghiêm ngặt và không hề có ra ngoài môi trường. Sản xuất thì tôi một cái hệ thống pin năng lượng mặt trời 20 áp mái á, tức là có thể tự sản xuất ra và đủ nguồn cung cấp điện cho sản xuất. Qua việc triển khai chiến lược tăng trưởng xanh tại Việt Nam thời gian qua, nhận thức của nhân dân, cộng đồng về vai trò, ý nghĩa của tăng trưởng xanh đã được nâng lên rõ rệt, từng bước thay đổi hành vi sản xuất, sinh hoạt và có nhiều hành động thiết thực đóng góp vào thực hiện tăng trưởng xanh, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất và tiêu dùng tiết kiệm năng lượng, an toàn, văn minh, mang đậm bản sắc dân tộc, hài hòa và thân thiện với thiên nhiên, cảnh quan, môi trường sống của người dân cũng đang ngày càng thay đổi theo hướng tích cực hơn.